Okay, now I read first. You listen and write down. Bây giờ cô sẽ đọc lần đầu tiên, các em cứ ghi. Các em vừa nghe, em vừa ghi vai cho cô nào. One, look for. Look for. Look for. Two, back. 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 Three, afraid. 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 Four, towel. Towel, towel. Five, lesson, lesson, lesson. Six, inside, inside, inside. Seven, outside, outside, outside. Eight, goat, goat, goat. Nine, leaf, leaf, leaf. Ten, jeans, jeans, jeans. 11, tired, tired, tired. 12, thirsty, thirsty, thirsty. 13, grass, grass, grass. 14, rock, rock, rock. 15, blanket, blanket, blanket. 16, downstairs, downstairs, downstairs. 17, upstairs, upstairs, upstairs. 18, basement, basement, basement. One, look for, look for, look for. Bạn nào ghi xong rồi thì tắt mic và đọc theo câu nào. One, look for, look for, look for. Two, back, back, back. Three, afraid, afraid, afraid. Four, towel, towel, towel. Five, lesson, lesson, lesson. Six, inside, inside, inside. Seven, outside, outside, outside. Eight, goat, goat, goat. Nine, lip, lip, lip. Ten, jeans, jeans, jeans. 11, tired, tired, tired. 12, thirsty, thirsty, thirsty. 13, grass, grass, grass. 14, rock, rock, rock. 15, blanket, blanket, blanket. 16, downstairs, downstairs, downstairs. 17, upstairs, upstairs, upstairs. 18, basement, basement, basement. Hiện tại mới có 10 bàn ghế sóng thôi, các bạn còn lại tốc độ như thế nào? 11 bàn. Cô đọc lại lần thứ ba này, các bạn tắt mic và đọc theo cô. One, look for, look for. Two, back, back. Three, afraid, afraid. Four, towel, towel. Five, lesson, lesson. Six, inside, inside. Seven, outside, outside. Eight, goat, goat. Nine, lip, lip. Ten, jeans, jeans. 11, tired, tired. 12,
Thirsty, thirsty. Thirteen, grass, grass. Fourteen, rock, rock. Fifteen, blanket, blanket. Sixteen, downstairs. Seventeen, upstairs. Eighteen, basement, basement. Okay, now all class read by yourself. Giờ cả lớp tự đọc. Which was difficult, you can tell me. Từ nó khó thì các em có thể nói cho cô hoặc là nhắn tin. Từ số 2, back, back. Từ số 3, afraid, afraid, afraid. Từ số 4, towel, towel, towel. Cô đọc lại. Từ số 6, inside, inside, inside. Số 7, outside, outside, outside. Số 4, towel, towel, towel. Số 3, afraid, afraid, afraid. Số 3, afraid. Số 2, back, back. Từ số 8, goat, goat, goat. Số 9, leap, 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 leap. Từ số 10, jeans, jeans, jeans. Số 11, tired, tired, tired. Mười hai, thirsty, thirsty, thirsty. Mười hai, thirsty, thirsty, thirsty. Mười lăm, blanket, blanket, blanket. Blanket, blanket, blanket. Mười tám, basement, basement, basement. Mười sáu, downstairs, downstairs, downstairs. Mười bảy, upstairs, upstairs, upstairs. Cô đọc lại từ 15 đến 18. 15, blanket, blanket, blanket. 16, downstairs, downstairs. 17, upstairs, upstairs. 18, basement, basement, basement. 14, rock, rock, rock. 13, grass, grass, grass. Nhóm ba sau đây chụp bài gửi yêu cầu nào? Huyền Ngân, Đức Bảo, Bảo An, Bảo An, Hà Nhi. Phương Dung, à không, Phố Nhân, Phương Nhi. Cô nhắc lại, nắm bàn, Huyền Ngân, Đức Bảo, Bảo An, Hà Nhi. Hướng Nhi gửi ba cho cô.
Rồi, cậu nhận được ba của bạn. Bảo án đây rồi. Ơi cô. Ơi em. Nè, em không gọi nha, em nó gọi điện thoại chụp của. Tôi cuối buổi chụp like cho cậu nhá. Dạ. Được bảo sao mày em chụp đầu tiên, được bảo mày không chụp đầu tiên tí mày thảo em tí nữa làm bài thì làm sao, tí nữa mà làm bài thì làm sao mà gửi được. Rồi có thể bài huyền gần này rồi, bài hà nhì này rồi. Được bảo với Phương Nhí thì cuối buổi chụp like cô xem nhá. Rồi, các bạn đã sẵn sàng để đọc chưa? Sẵn sàng giơ tay để đọc nào. Cô xin mời một số bạn đọc bài nào. Viết hài please. Viết hài please. Oh, what should my the teacher look bang a fool two thought when listen inside outside goat left yin tears turtle grass, rock, blanket. Don't stir. Ancestors. Basement. Cái thầy đọc cũng gần được rồi đấy, em cố gắng nào, đọc lại cho cậu nhân tư nào. Bẹp, tôi cho hái, bẹp. Bad. Số 3, afraid. 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 Số 4, towel. Towel. Good. Số 10, jean. Jean. 11, tired. Pile. 12, thirsty. Thirsty. Good. 16, downstairs. Downstairs. 17, upstairs. Upstairs. 18, basement. Basement. Rồi, bây giờ em cố gắng đọc thêm nhá. Mời bạn tiếp theo nào. Khánh Huyên Grizzly. Khánh Huyên Grizzly. Em chưa đọc được cô ạ. Duy Quang Grizzly. Em gọi em đứng đọc cô. Ánh Kiệt Risley. Ánh Kiệt Risley. Anh Kiệt đọc bài cho cậu nào. Rồi em mình chưa đọc được cô. Bây giờ có đọc lại cả lớp một lần thôi nhá. Cả lớp lắng nghe này. Số 1, look for, look for, look for. Số 2, back, back, back. Số 3, afraid, afraid, afraid. Số 4, towel,
Towel, towel. Năm, lesson, lesson, lesson. Số sáu, inside, inside, inside. Số bảy, outside, outside, outside. Số tám, goat, goat, goat. Số chín, leap, leap, leap. Số mười, zin, zin, zin. Mười một, tired, tired, tired. Mười hai, thirsty, thirsty, thirsty. Mười ba, garage, garage, garage. Mười bốn, rock, rock, rock. Mười lăm, blanket, blanket, blanket. Mười sáu, downstairs, downstairs, downstairs. Mười bảy, upstairs, upstairs, upstairs. Mười tám, basement, basement, basement. Các bạn đã đọc được chưa? Ngọc Anh Ripley. Your teacher, log four, bed, afraid, towel, lesson, inside, outside, rose, list, gin, hired, 13, grass, rock, blunted, down 10, up 10, basement. Good job, but you need to read again. One, look for. Look Nào, Ngọc for. Anh. Look for. Look for. Mười hai, thirsty. Thirteen. No, no thirteen, thirsty. Thirteen. Thirsty. Thirteen. Không phải là tin nữa. Không phải là tin mà là tí. Em thấy cái chữ tơ y dài đúng không? Không phải là tơ ẻ đâu, mà là thớt tín đâu. Thirsty. Thirty. Thirsty. Thirty. Good job, right. Từ 15, blanket. Black kid. 16, downstairs. Down ten. Downstairs. Down chair. Downstairs. Downstairs. Đọc nhanh thế nào? Downstairs. Downstairs. Rồi. 17, upstairs. Up 10. Upstairs. Up 10. Nào, nó cũng giống như tư đơn tế thôi. Tư đơn tế là downstairs thì đang giữ là upstairs, đọc liên ngạch upstairs. Upstairs. Đúng rồi, good job. Nào, bàn sẵn nào. Vẫn sang Ripley. Dear teacher, look for pack, afraid, towel, lesson, inside, outside, goat, leaf, zinc, tire, 30, grass, rock, blanket, downstairs, upstairs, basement. Okay, excellent, but you need read again. Towel, for towel. Tower. Good job, right. Bạn nam bạn nào? Phương Nhi Ripley.
India teacher. Look for barn, affairs, tower, lesson, inside, outside, gold, leaf, yin, child, 13, great, rock, blanket, doubt, attic, basement. Em đọc lại nào. Afraid. Số 3 nào. Afraid. Afraid. Tired. 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 Grass. Grass. Downstairs. 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 Nào, các em thấy chữ sơ đấy không? Đây này, đây có chữ sơ này. Downstairs. Downstairs. Đọc lại nào. Downstairs. Rồi, upstairs. 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 Good. Basement. Basement. Rồi, đúng rồi, chính xác. Mai chị nào, Ripley. Decision. Look for best affair, towel, listen, inside, outside, clothes, leave, zin, tires, curtain, grass, rock, blankets, downstairs, upstairs, basement. Nice, tốt, đọc tốt lắm, nhưng mà em đọc lại cho con nào. Từ xong lắm nào. Lesson. Lesson. Rồi, good. Ok, bên nha, các bạn quay video đọc từ vựng và gửi nó để cho cô chậm, được chưa? Và tập bên nha của bạn là quay video đọc từ vựng này, 18 từ vựng này. Con em cả lớp, nghe rõ chưa? Yes. Ok. Well, go home, you take video and read vocabulary and send it to me. Vậy nha, quay video là tư vừng và gửi nó vào Zalo cho cô. Đây là bài tập bên nha của các em. Now we move to part 2. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 2. Listen and write. Nghe và viết. About, look for sport bag. Please look for sport bag. Câu này nghĩa là gì? Look for là gì nha? Look for là gì? Look for là gì cả lớp? Tìm kiếm. Đúng rồi. Please look for. Hãy tìm kiếm, làm lớn tìm kiếm. Sport bag. Cái túi thể thao. Ở đây chúng ta có 5 câu hỏi. From question 1 to question 5. Từ câu 1 đến câu 5. One, name a child. Cái tên của đứa trẻ là gì? Daisy, gì gì đó. Đấy là họ sẽ đánh vần. Cho nên các em phải phải thuộc bản chữ cái này. Daisy, gì gì đó. Họ tên là Daisy. Nhưng mà họ là gì đó thì bài đọc sẽ đánh vần cho các em. Thì các em phải thuộc từ vựng, thuộc bản chữ cái thì mới ghi được. Thứ hai là color of bed. Color of bed nghĩa là gì? Bạn nào biết nào? Color of bed nghĩa là gì? Color of bed. Chân sáng nào? Câu số 2, color of bed nghĩa là gì? Chiếc cặp của bạn mơ vậy. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Câu số 3. The backwards. Cái cặp đó thì như thế nào? Next to, bên cạnh cái gì đó? Bên Câu. cạnh. Không, không, cậu đang đọc đây hả em? Câu số 4. Inside the backwards. Trong cái cặp. Inside là bên trong. The back là cái cặp.
Bên trong cái cặp là cái gì đó? Phải phải nghe ra bên trong cái cặp nó có cái gì? Trái address như là địa chỉ của cái đứa trẻ này, như là địa chỉ của bạn lấy gì ấy, cái gì đó, hoặc là địa chỉ của ai đó. Trái address, địa chỉ của đứa trẻ thì là họ sẽ đọc tên đường thì các em số nhà hoặc là đứa nhà, các em phải chú ý lắng nghe này. Như bạn hãy sai đấy, họ cũng sẽ đánh văn đấy. Một là họ sẽ đánh văn, hai là họ sẽ nói những cái từ dễ dễ cho các em nghe. Cho nên là em cố gắng lắng nghe được tên đường, tên địa chỉ của bạn ấy. Bài này thì các bạn muốn nghe bao nhiêu lần? Ba Rồi, bài này có sẽ cho các bạn nghe 3 lần nhá. Bây giờ các bạn ghi bài phần hai này vào vở, ghi D, cả đây cả các bạn vào vở, ghi D sau mình lại ngư chữ cô bật thì các bạn sẽ ghi cho bạn vào vở cho cô nào. Part 2. Listen and look. Find my sports bag. Part 2. Listen and look. There is one example. Các bạn cũng nghe rõ đoạn ghi âm không? Rồi, rồi. Nào, các bạn còn lại 10 bạn là hình xong, các bạn còn lại ghi nhanh lên nào, chúng ta cùng nghe nào.
Tân trạng năm mà em. Thôi dậy chứ, học cũng phải ngồi chứ. Học mà năm nó ngủ quên đấy. Nào bây giờ cả lớp cùng nghe nào. Hello there. What's the matter? I can't find my sports bag. Okay. Did you have your bag with you here at the swimming pool today? Yes. All right. Then we must find it for you. Can you see the answer? Now you listen and write. 1. What's your name? It's Daisy. Daisy Fry. Do you spell that F-R-Y, Daisy? Yes, that's right. Two. And what colour is your bag, Daisy? It's orange, and it's got my name on it. Orange, you say? Yes. Because we've got a yellow one here. No, that one isn't mine. Three. Now, where did you last have your bag? It was on the grass outside. Next to the swimming pool or the cafe? The swimming pool. Four. And what's inside your bag, Daisy? A towel. My mother bought it for my swimming lessons. Is that the only thing in your bag? A towel? Yes. Five. Now, where do you live? My address is 42 Top Street. Number 42. I know Top Street. Do you? Yes. Now, I must look for your bag, Daisy. And you must be more careful with your things. Now listen to part two again. One. What's your name? It's Daisy. Daisy Fry. Do you spell that F-R-Y, Daisy? Yes, that's right. Two. And what colour is your bag, Daisy? It's orange, and it's got my name on it. Orange, you say? Yes. Because we've got a yellow one here. No, that one isn't mine. Three. Now, where did you last have your bag? It was on the grass outside. Next to the swimming pool or the cafe? The swimming pool. Four. And what's inside your bag, Daisy? A towel. My mother bought it for my swimming lessons. Is that the only thing in your bag? A towel? Yes. Five. Now, where do you live? My address is 42 Top Street. Number 42. I know Top Street. Do you? Yes. Now, I must look for your bag, Daisy, and you must be more careful with your things. Are you? Now you listen and write. 1. What's your name? It's Daisy. Daisy Fry. Do you spell that F-R-Y, Daisy? Yes, that's right. 2.
And what colour is your bag, Daisy? It's orange, and it's got my name on it. Orange, you say? Yes. Because we've got a yellow one here. No, that one isn't mine. Three. Now, where did you last have your bag? It was on the grass outside. Next to the swimming pool or the cafe? The swimming pool. Four. And what's inside your bag, Daisy? A towel. My mother bought it for my swimming lessons. Is that the only thing in your bag? A towel? Yes. Five. Now, where do you live? My address is 42 Top Street. Number 42. I know Top Street. Do you? Yes. Now, I must look for your bag, Daisy. And you must be more careful with your things. Rồi, các bạn vừa được nghe xong 3 lần. Các bạn có muốn nghe thêm một lần nữa không? Thế là đủ rồi các bạn. Thật là có muốn nghe thêm lần nữa hay là đủ rồi? Dạ có. Ừ, được rồi. Giờ các bạn nộp bài cho cô nào.
Coi bạn nào chưa nộp nữa chứ cậu nào không nào. Cậu chậm rồi nào. Vậy cô Hà với bà ban nộp nhé các em. Còn bạn nào chưa nộp được không? Đây có chữa bài nào. Đây 1 tỷ có. Rồi bạn nào nộp thì nộp nhanh nha. Hãy phút ngữ. Được rồi, không con bạn nào gửi bài cho cô nó bây giờ định nói là bạn đã bắt gửi bài nè. Now listen to part two again. One. What's your name? It's Daisy. Daisy Fry. Do you spell that Fry, Daisy? Yes, that's right. Bạn nào làm cho câu một nào? You can answer question one. Nào thầy trả lời câu một nào. Em có. Thầy có xem nào. Tiếng ngắn với chị in please. The teacher. All right. Câu thứ Câu số hai 1 này em. Câu thứ 1 là em thấy có là that she. Đây gì gì? Cái hò mà em. Đặng văn như cổ nào. À em được the teacher Không, đây gì đây rồi, có sẵn rồi. Đây gì có sẵn rồi, cậu trả lời mà. Chúng ta đang tìm câu hỏi mà. À, bàn khả nào. Cảm ơn em.
Có mời bạn. Hữu Cường nào. Hữu Cường trả lời cho câu số 1 nào. Hữu Cường. Hữu Cường đâu rồi? Hữu Cường. Em được gọi là Câu 1 là gì? Giờ em không đọc được cái hò nữa thì em cho câu đánh vần nào. Đánh vần cho câu nào. Cô cứ làm 3 được điểm tuyệt đối này. Sao không đánh vần được? Cố lên nào, anh Vân, cố thế nào đánh bàn nào mà làm bàn bây giờ được điểm tuyệt đối mà bây giờ có hỏi không trả lời được là cố sẽ trừ điểm nhá. Bạn Hữu Cường có trả lời được câu này không? Hữu Cường. Hữu Cường. Không trả lời được câu này thì trừ điểm nhá. Rồi em chép bài của bạn nào à? Hữu Cường chép bài của bạn nào à? Ông Có chép bài của bạn nào mà đang bây giờ họ không trả lời được. Bài của mình làm bây giờ mình không 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 nói được là sao? Rồi có bài bạn khác, mời bạn Hồng Nà nào. nhá. Không ná trả lời rồi câu 1 nào. Em thích Điền cổ cái gì là vào? cổ cái tên là để tôi mẹ rồi Em đánh vần cho cô nào. là em Em đánh vần cho cô nào. em Em. Cái gì nữa? Đẹp rồi gì? Điện từ gì? Rồi. Không nào cùng đi chứ 2 điểm này. Với bàn thảm nào. Mái chi. để tôi xem L A Rồi. Y Ấy. Ấy. no Why. Tư gì? Không phải chữ ấy tư gì? từ sau Từ giờ đọc là gì? Từ giờ tiếng Anh đọc là gì? Đó. Không biết đọc. Rồi. Cô được 2 điểm. Mai Trang, anh Vân cho cô. Cô bà nào? Editor F R À. Rồi gì nữa? Cái chữ gì nữa? Y Rồi, đúng rồi. Daisy Fry. F A Y. Đấy mới là câu trả lời đúng. Các bạn nhớ nha. Bạn nào làm được 10 điểm, 5 điểm tuyệt đối mà câu hỏi hoặc là làm được cái câu câu nào đó mà phải đền đền cuối đền thì cô chưa bài câu hỏi mà không trả lời được là cô sẽ trừ điểm, coi như là chưa làm không làm được câu đó. Rồi, cảm ơn.
Mai Trang, câu số 2 nào. Lặng nghe nào. Two. And what color is your bag, Daisy? What color is the bag, Daisy? Cặp của bạn màu gì, Daisy? It's orange and it's got my name on it. Câu trả lời là gì nào? Họ vừa mới trả lời rồi. Dưới quán, please. Teacher, Ori. Orange. Good job. Là màu gì? Màu cam. Đúng rồi, màu cam. Có nhiều bạn biết đấy là orange juice. Nước cam. Nước cam là đồ mà phải màu sắc đâu. Chúng ta hỏi màu gì? Màu orange. Orange có nghĩa là màu cam, có nghĩa là quả cam, chỉ màu sắc. Rồi, chính xác. Cảm ơn em. Câu số 3 nào. Orange, you say? Yes. Because we've got a yellow one here. No, that one isn't mine. Three. Now, where did you last have your bag? It was on the grass outside. Next to the swimming pool or the cafe? The swimming pool. Who can answer? Anna trả lời nào. Đức Bảo nào. Đức Bảo. Đức Bảo thứ bảy phải không? Thứ bảy thì câu hỏi mà. À không à. Rồi. Thử quên trả lời cho câu này nào. Em gọi là swimming pool. Thưa quý mình gì? Swimming pool. Thưa quý mình gì? Swimming pool. Không, không phải từ đó. Phát âm sai rồi. Thưa quý mình gì? Như bầy bới mà. Chúng ta học rồi, chúng ta học cái từ này rồi. Thưa quý mình gì? Pool. Swimming pool. Bể bơi nhưng mà nó hồ nữa nhá. Còn nhưng mà nó sai rồi. Tiếp tục. Next to swimming pool, nghĩa là bên cạnh cái bể bơi. Rồi. Câu số 4. Part two. Câu số 4 nào. Ai trả lời nào. Vẫn sáng nào. Cafe. Dear teacher, towel. Thao là cái gì? Khăn tắm. Đúng rồi. Chính xác. Bên trong cái cặp của gì? Thao. Cái khăn tắm mà mẹ đã bỏ vào. Tí nữa chúng ta có sẽ vừa nghe vừa được cho các em. Rồi câu cuối cùng. Mời bạn Việt Hải nào. À cố nhân. Mời bạn Phương Nhí nào. Dear teacher, 42. 42. 42. Đúng rồi, chính xác. Đấy là câu trả lời hơi đúng của phần này. Bạn nào sai thì chữa bài vào vở. Thì chơi cũng. Bây giờ gì vậy? Bây giờ trắng á. Bây giờ có sẽ dịch cái bài này cho các em cùng nghe nè.
1. What's your name? It's Daisy. What's your name? Tên bạn là gì? It's Daisy. Tên tôi là Daisy. Daisy Fry. Daisy Fry. Do you spell that F? Do you spell that? Bằng đánh vần nó thế nào? F, F. R. R. F là chữ, chữ F. R là chữ R. Why, Daisy? Why là y dài. Daisy. Yes, that's yes, đúng vậy. Right. That's right. Đúng vậy. Đó, các em phải thuộc bản chữ cái đó mới trả lời được câu này. Cô đã dành để dành là thuộc bản chữ cái. Bản chữ cái nó rất là đơn giản. A, B, C, D, E, F, G đấy. Có cả bài hát thôi. Bạn nào mà chưa thuộc bản chữ cái thì về có thể bật cái bài A, B, C, D lên để học. Học lại. Tiếp tục, câu số 2. Two. And what color is your bag, Daisy? What color is your bag, Daisy? Cái túi của bạn màu gì, Daisy? It's orange. It's orange. Nó có màu cam. And it's got my name on it. And it got my name on it. Và nó có viết tên tôi. Và tên cái túi đó có viết tên của tôi. Orange, you say? Orange, you say? Ừ, bạn nói là màu cam ư? Yes. Yes, đúng vậy. Because we've got a yellow one here. Because we got a yellow one here. Bởi vì chúng tôi có một cái cặp màu vàng ở đây. No, that one isn't mine. No, that one isn't mine. Không, cái đó không phải là của tôi. Cái của tôi màu cam cơ. Màu vàng nó không phải. Cho nên chúng ta nên là đây là màu cam, orange. Tiếp tục. Three. Now, where did you last have your bag? Where did you last have your bag? Lần cuối cùng bạn thấy cái cặp bàn hay là bạn có cái cặp bàn là thế nào? It was on the grass outside. It was on the grass outside. Nó ở bãi cỏ bên ngoài. Grass là cỏ. Outside là bên ngoài. It was on the grass outside. Nó đã ở cái vạt cỏ, cái thảm cỏ bên ngoài. Next to the swimming pool or the cafe? Next to the swimming pool or cafe. Cạnh bên cái bể bơi hay là quán cà phê? The swimming pool. The swimming pool, cạnh bên cái bể bơi. Vậy cho nên ở cái câu số 3 chúng ta phải ghi là next to swimming pool. Ở bên cạnh cái bể bơi. Câu số 4. 4. And what's inside your bag, Daisy? What inside your bag, Daisy? Inside là bên trong. Inside your bag nghĩa là trong cái cặp bàn có gì? Có cái gì, Daisy? A towel. A towel. Một cái khăn tắm. My mother bought it for my swimming lessons. My mother bought it for my swimming lesson. Mẹ của tôi đã mua nó cho cái những bài học bơi của tôi. Lesson, bài học. Is that the only thing in your bag? Is that the only thing in your bag? Đó có phải là cái thứ duy nhất ở trong cặp của bạn phải không? A towel? A towel, một cái khăn tắm. Yes. Yes, đúng vậy. Vậy là trong cặp của bạn Daisy nó chỉ có một cái khăn tắm thôi. Thì các bạn chỉ cần biết a towel. Towel chúng ta vừa học xong. Tôi mới đó, cô đã cung cấp tư vấn cho các bạn rồi. Câu số 5. 5. Now, where do you live? Now, where do you live? Và bây giờ bạn sống ở đâu? Dresses 42 Top Street. My address is 42 Top Street.
Phó thì thường, phó thì là 40, phó thì tu là 42. Bài học sợ đại em chúng ta đã học quá rồi. Number 42. Number 42, họ đã nhắc lại. Số 42. I know Top Street. I know Top Street. Tôi biết cái đường Top Street đó. Do you? Do you? Ừ, vậy à. Yes. Yeah, đúng vậy. Now, I must look for your bag, Daisy. Now I must look for your dad, Daisy. Bây giờ tôi phải look for, tìm kiếm cái cặp của bạn, Daisy. And you must be more careful with your things. And you must be careful. Bạn phải cẩn thận with your thing, với đồ vật của bạn. Đó là những phần bồ của bài phần 2. Cô thấy như bạn làm rất tốt này. 10 cũng nhiều, 8 nhiều. Rồi. Bây giờ chúng ta sang với phần thứ 3. Listen and match. Nghe và nội. What did Paul do as last week? Paul đã làm gì vào tuần trước? Như thường lệ thì câu thứ nhất là thứ ngày, từ thứ hai đến chủ nhật. Monday, thứ hai. Tuesday, thứ ba. Wednesday, thứ năm. Thursday, thứ sáu. Friday, Thursday, thứ năm. Friday, thứ sáu. Saturday, thứ bảy. Sunday, chủ nhật. Câu thanh đầu, câu A, đầu tiên là A, watch TV, đã xem TV. B, went to the cinema, đã đi tới rạp chiếu phim. C, went to the market, đã đi tới chợ. D, walk to the forest, đi bộ trong rừng. E, went to the cousin house, đi tới nhà của họ hàng. And F, went skating, đi trượt trượt patin. Rồi, bây giờ các em ký phần 3 vào vở. Bạn nào hoàn thành thì giơ tay lên.
Bây giờ cô sẽ bật cho cả lớp nghe nha. Yes. Bài này thì các em cô sẽ cho các em 3 lần cho nên các em cứ thoải mái nào. Vì cùng 9:15 rồi cô nghe xong rồi em nghe xong bài này rồi chúng ta có em chậm có em nộp bài để cô chậm rồi cho chúng ta vào đề luôn nhá. Hôm sau chúng ta sẽ chữa lại bài này. Bây giờ cô sẽ bật cho các em nghe. Part 3. Look at the pictures. What did Paul do last week? Listen and look. There is one example. So, Paul, did you enjoy your week at your uncle's house? Yes, I did. He lives in the mountains. It's beautiful there, and there are a lot of things to do. But did you do your homework? Oh, yes, I did that on Friday. Can you see the line from the word Friday? On Friday, Paul did his homework. Now you listen and draw lines. 1. It snowed on Wednesday. That was the best day. Oh, what did you do? My uncle and I walked in the forest. We saw a lot of animals. Were you afraid? Oh, no. Two. We went to the market on Sunday. Oh no, sorry, that was on Tuesday. Tuesday. Right. So what did you buy? Oh, a lot of things. Bread and some cheese, and my uncle bought a rabbit. To eat? No, for the children to play with. Three. What did you do on Saturday, Paul? Did you go to the forest again? No, we went skating. Where did you do that? On a lake. Four. And on Thursday, we went to the cinema. On Thursday? Yes. The film was about some men who climbed to the top of a mountain and found some treasure in the snow. Oh. Five. I played with my cousin on Monday. Oh, did you? Yes, I saw the rabbit again. They have a lot of animals at my cousin's house. Oh, what kind? They have chickens in their garden and a goat. Now listen to part three again. One. It snowed on Wednesday. That was the best day. Oh, what did you do? My uncle and I walked in the forest. We saw a lot of animals. Were you afraid? Oh, no. Two. We went to the market on Sunday. Oh, no, sorry, that was on Tuesday. Tuesday. Right. So what did you buy? Oh, a lot of things. Bread and some cheese, and my uncle bought a rabbit. To eat? No, for the children to play with. Three. What did you do on Saturday, Paul? Did you go to the forest again? No, we went skating. Where did you do that? On a lake. Four. And on Thursday, we went to the cinema. On Thursday? Yes. The film was about some men who climbed to the top of a mountain and found some treasure in the snow. Oh. Five. I played with my cousin on Monday. Oh, did you? Yes. I saw the rabbit again. They have a lot of animals at my cousin's house. Oh, what kind? They have chickens in their garden and a goat.
That is the end of part three. 5. I played. What kind? It snowed on Wednesday. That was the best day. Oh. What? When I walked in the lot of Annie. Oh. Sunday. We went to the market on Sunday. But did you do your homework? Oh, yes. I did that on Friday. Can you see the line from the word Friday? On Friday, Paul did his homework. Now you listen and draw lines. 1. It snowed on Wednesday. That was the best day. Oh, what did you do? My uncle and I walked in the forest. We saw a lot of animals. Were you afraid? Oh, no. Two. We went to the market on Sunday. Oh no, sorry, that was on Tuesday. Tuesday, right. So what did you buy? Oh, a lot of things. Bread and some cheese, and my uncle bought a rabbit. To eat? No, for the children to play with. Three. What did you do on Saturday, Paul? Did you go to the forest again? No, we went skating. Where did you do that? On a lake. Four. And on Thursday, we went to the cinema. On Thursday? Yes. The film was about some men who climbed to the top of a mountain and found some treasure in the snow. Oh. Five. I played with my cousin on Monday. Oh, did you? Yes, I saw the rabbit again. They have a lot of animals at my cousin's house. Oh, what kind? They have chickens in their garden and a goat. Now listen to part three again. 1. It snowed on Wednesday. That was the best day. Oh, what did you do? My uncle and I walked in the forest. We saw a lot of animals. Were you afraid? Oh, no. 2. We went to the market on Sunday. Oh, no, sorry, that was on Tuesday. Tuesday, right. So what did you buy? Oh, a lot of things. Bread and some cheese, and my uncle bought a rabbit. To eat? No, for the children to play with. 3. What did you do on Saturday, Paul? Did you go to the forest again? No, we went skating. Where did you do that? On a lake. 4. And on Thursday, we went to the cinema. On Thursday? Yes. The film was about some men who climbed to the top of a mountain and found some treasure in the snow. Oh. 5. I played with my cousin on Monday. Oh, did you? Yes. I saw the rabbit again. They have a lot of animals at my cousin's house. Oh, what kind? They have chickens in their garden and a goat. That is the end of part three. Bây giờ các em nộp bài cho cô nào.
có. Bây giờ ta đọc đềm nhá, để có vào đềm nhá. Có. Thôi em.